Thưa quý vị, với mong muốn sẽ mang đến những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý vị khán giả qua các video clip được đăng tải trên kênh Tin Mới. Rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị. Và ngay sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, tối ngày 17 tháng 9, một trong những cơn bão mạnh nhất trong năm đã đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc gây mưa to và gió mạnh. Đến thời điểm này, chưa có thông tin về thiệt hại, nhưng chính quyền các địa phương nơi bão đi qua đã triển khai nhiều biện pháp phòng chống bão từ rất sớm. Cơn bão đổ bộ vào thành phố Chu Sơn vào lúc 20 giờ 30 phút theo giờ địa phương, với tốc độ gió tối đa đo được gần tâm bão là 151 km/h, đủ mạnh để làm hư hại nhà cửa, quật đổ cây cối và làm sập đường dây điện. Chính quyền tỉnh Chiết Giang đã phải ban hành cảnh báo đỏ với nguy cơ xảy ra lũ quét tại một số khu vực. Trong khi cơ quan khí tượng Thủy văn Trung Quốc cảnh báo nguy cơ nước dâng tràn bờ tại một số con sông nhỏ ở những nơi bão đi qua, cơn bão sau đó di chuyển theo hướng Bắc, Tây Bắc qua Vịnh Hàng Châu và đổ bộ lần thứ hai vào thành phố Thượng Hải lúc nửa đêm. Trước đó, để đảm bảo an toàn, giới chức thành phố đã cho hủy bỏ hàng chục chuyến tàu và hàng trăm chuyến bay đến và đi từ thành phố. Anh Xin Feng Fei cho biết, tàu của tôi bị ảnh hưởng bởi cơn bão. Trong trường hợp này, đành phải thay đổi thời gian đi lại thôi. Sau Thượng Hải, bão được dự báo sẽ tiếp tục tràn qua các tỉnh Giang Tô, Sơn Đông với cường độ suy yếu dần và sẽ di chuyển vào biển Bột Hải vào ngày 19 tháng 9. Ngày 18 tháng 9, Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên màu cam với bão Mùi Pha. Đây là mức cảnh báo nghiêm trọng thứ hai trong hệ thống cảnh báo 4 bậc ở nước này. Việc Trung Quốc nâng mức cảnh báo bão đối với bão Mùi Pha được đưa ra trong bối cảnh cơn bão thứ 12 trong năm nay dự kiến sẽ đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào ngày 19 tháng 9. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo gió mạnh sẽ ập vào các khu vực ven biển của vùng lãnh thổ Đài Loan, Chiết Giang, Phúc Kiến, Thượng Hải và Giang Tô từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 9. Trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ trút xuống các khu vực của Đài Loan, Chiết Giang, Thượng Hải, Giang Tô, Sơn Đông và Liêu Ninh. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo các khu vực này khẩn cấp chuẩn bị phòng chống bão và yêu cầu người dân địa phương tránh đi lại trong thời gian mưa và gió mạnh. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ, mã hóa theo màu, trong đó màu đỏ cảnh báo nghiêm trọng nhất, sau đó đến màu cam, vàng và xanh. Trước đó, cơn bão khí tượng Nhật Bản GMA cho biết bão Mùi Pha ngày 17 tháng 9 đã gây mưa to và gió mạnh tại các đảo ở tỉnh Okinawa của nước này, dự kiến sẽ gây ra tình trạng gián đoạn hoạt động tại các đảo này đến ngày 19 tháng 9. GMA cảnh báo gió mạnh và biển động cũng như sạt lở đất sẽ diễn ra và nước sông tràn bờ do mưa to. Tình trạng mưa bão làm hư hại nhà dân có thể tiếp diễn trong ngày 18 tháng 9. Cơn bão này đang di chuyển chậm về phía Bắc, hướng về phía biển Hoa Đông và đến trưa ngày 13 tháng 9 đã đi qua đảo Ishigaki của tỉnh Okinawa. Tính đến 22 giờ ngày 17 tháng 9, theo giờ địa phương, bão Mùi Pha ở vị trí cách hòn đảo này khoảng 60 km về phía Bắc, Tây Bắc với sức gió tối đa lên tới 198 km/h. Trong khi đó, đảo Hateruma cũng thuộc Okinawa đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 358,5mm trong 24 giờ tính đến hết sáng ngày 17 tháng 9. Do ảnh hưởng của bão, các hãng hàng không Nippon Airways và Japan Airlines đã phải hủy những chuyến bay đến và đi từ các đảo Miyako và Ishigaki. Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu bầu thống đốc Okinawa tại các khu vực của thành phố Miyakojima diễn ra sớm hơn dự kiến. Cũng theo GMA, các điều kiện khí quyển bên trong và xung quanh cơn bão Mùi Pha rất bất ổn định. Dự báo tại Okinawa sẽ có lượng mưa lên tới 300mm trong 24 giờ tính đến hết trưa nay và từ 50-100mm trong 24 giờ tiếp theo. Động đất ở Keelung. Quý vị thân mến, vừa qua một trận động đất xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Đây là trận sóng thần lớn nhất trong lịch sử động đất của Trung Quốc. Cường độ được ước tính là 6,0 độ Richter và trận động đất có liên quan đến một ngọn núi lửa. Ngày hôm đó, cảng Keelung ở Đài Loan nắng đẹp, đầu đông thời tiết dễ chịu. Khoảng 9 giờ sáng, dưới đất liên tục vang lên tiếng ầm ầm. Đến gần 10 giờ, một trận động đất dữ dội từ vùng biển Đông Bắc ập đến. Thành phố cảng vốn yên tĩnh bỗng hỗn loạn, người ta sững sờ khi nhìn vào những tàn tích trước mặt họ. Mưa ở cảng Keelung như chút nước, thuyền bị đẩy vào bãi biển và thủy thủ đoàn không biết phải làm gì. Một số thủy thủ nhảy xuống thuyền lao về nhà, làm sao biết sóng lại ập đến, trăm người bị sóng nuốt chừng. Rất may trận động đất này có trước động đất nhỏ. Trước chấn động, chính mọi người nhận định sẽ có động đất lớn. Hầu hết mọi người đều chạy ra đường từ trước nên thương vong trực tiếp không lớn.
Vào ngày xảy ra trận động đất, vùng biển bên ngoài cảng Keelung đầy sương khói, hơi nước và cột nước bốc lên trời, nước biển đục ngầu, các lớp đá ngưng tụ từ magma nổi trên mặt nước, tôm cá chết trôi dạt vào bờ từng lớp. Sau đó, các nhà địa chất nói với chúng tôi rằng, khi trận động đất xảy ra, những ngọn núi ven biển bị lật đổ, nước biển dâng cao, các tòa nhà sụp đổ và hàng trăm người thiệt mạng. Cùng vào một buổi sáng sớm, trong vòng chưa đầy 30 phút, 4 trận động đất liên tiếp xảy ra. Trận đầu tiên là trận động đất 4,2 độ Richter lúc 2 giờ 59 phút, tiếp theo là trận động đất 5,9 độ và lúc 3 giờ 06, tiếp theo là trận động đất 5,0 độ Richter và lúc 3 giờ 16, và dư chấn có độ lớn 4,7 độ Richter vào lúc 3 giờ 27 phút. Chúng là những trận động đất nông, tâm gần và rung chuyển dữ dội, khiến các khu vực Đài Bắc và Keelung, Yilan và Hoa Liên, mọi người thức dậy sau giấc ngủ của họ. Một tuần sau đó, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Đây là trận động đất lớn nhất trong năm nay và phát ra năng lượng tương đương với 16 quả bom hạt nhân. Trọng tâm của trận động đất là 181 km. Đây là trận động đất sâu và cường độ có thể cảm nhận được trên toàn Đài Loan. Yilan và Nanao rung lắc lâu nhất, khoảng 38 giây và Đài Bắc khoảng 0,6 giây. Một trận động đất mạnh 6 độ Richter nữa cũng đã xảy ra vào lúc 21 giờ 53 phút cùng ngày. 3 ngày sau đó, một trận động đất mạnh 5 độ Richter xảy ra tại Bắc Hải thuộc Keelung, Đài Loan với tâm chấn ở 25,6 độ vĩ Bắc, 121,9 độ kinh Đông. Và lúc 9 giờ 17 phút ngày hôm sau, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra trên vùng biển phía đông Keelung, Đài Loan, tâm chấn ở 25,1 độ vĩ Bắc, 122,4 độ kinh Đông, tâm chấn cách Keelung khoảng 70 km và cách Đài Bắc hơn 90 km. Vào tháng 10 vừa qua, 4 trận động đất có cường độ 4,2 độ Richter, 5,9 độ Richter, 5,0 độ Richter và 4,7 độ Richter đã xảy ra. Vào ngày 16 tháng 10, một trận động đất mạnh 7 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi Keelung, Đài Loan. Một trận động đất mạnh 3 độ Richter xảy ra vào ngày 2 tháng 11. Một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter xảy ra vào ngày 7 tháng 11. Trận động đất ở độ sâu 24,1 km ở vùng biển cách trạm địa chấn Keelung 55,1 km về phía đông. Bão Merati đổ bộ vào Trung Quốc. Thưa quý vị, bão Merati đã đổ bộ vào khu vực Đông Nam Trung Quốc ngày 17 tháng 9, mang theo gió mạnh và mưa lớn, khiến 1,65 triệu hộ gia đình bị cắt điện. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin về thương vong trong trận bão được cho là mạnh nhất trên thế giới từ đầu năm đến nay. Cơn bão đã suy yếu sau khi quét qua khu vực phía nam Đài Loan, Trung Quốc và đổ bộ vào Trung Quốc sáng sớm ngày 17 tháng 9 gần thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Hàng chục chuyến bay và tàu đường sắt đã bị hủy, gây gián đoạn việc đi lại tại thời điểm bắt đầu kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày tại nước này. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền thông quốc gia cho thấy các đường phố bị ngập nước, cây đổ và các ô tô bị đè bẹp tại thành phố Hạ Môn, trong khi các nhân viên cứu hộ phải dùng thuyền để sơ tán người dân. Trên toàn tỉnh Phúc Kiến, 1,65 triệu hộ gia đình không có điện, trong đó có khoảng 320.000 hộ gia đình tại thành phố Hạ Môn. Nhiều khu vực của thành phố Hạ Môn cũng bị gián đoạn. Cơn bão Merati được cho là mạnh nhất trên thế giới trong từ đầu năm đến nay và cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến từ năm 1949. Hàng chục nghìn người đã được sơ tán và các tàu thuyền đã được kêu gọi quay về cảng trước khi cơn bão đổ bộ. Bão Merati sẽ tiếp tục suy yếu, di chuyển tới Thượng Hải nhưng sẽ vẫn mang theo mưa lớn. Cùng ngày, giới chức địa phương Đài Loan cho biết bão Merati đã làm một người chết và 51 người khác bị thương khi đổ bộ vào Đài Loan. Cùng với gió mạnh và mưa lớn, cơn bão đã khiến 1,1 triệu hộ gia đình bị cắt điện. Trong đó có 331.000 hộ vẫn chưa có điện tới trưa ngày 17 tháng 9. Trung tâm ứng phó khẩn cấp của Đài Loan cho biết cơn bão gây thiệt hại về kinh tế khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ trong lĩnh vực nông nghiệp. Hơn 710.000 hộ gia đình bị thiếu nước sạch, các trường học, công sở tại địa phương phải đóng cửa do ảnh hưởng của bão. Cũng trong ngày 17 tháng 9, bão Merati đã khiến hơn 230 chuyến bay bị hủy, làm gián đoạn giao thông đường thủy và đường sắt tại Đài Loan. Các tuyến đường bị ngập nước tại thành phố Tuyền Châu, các thùng xốp trôi nổi trên một con đường tại thành phố Hạ Môn. Hàng rào bảo vệ bị đổ do bão tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Thưa quý vị, từ sau mùa lũ, lượng mưa lớn liên tục ở một số tỉnh phía Nam đã gây ra những thảm họa địa chất nguy hiểm. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày 17 tháng 9, một trận lở đất đã xảy ra tại tổ 3 của làng Yuanshan, thị trấn Đa Hê, huyện Hoàng Mây, tỉnh Hồ Bắc do một trận mưa lớn khiến 8 người thiệt mạng. Cùng ngày, một vụ lở đất đã xảy ra tại hệ thống Tiên Bao thuộc làng Siban, thị trấn Gan Long, huyện tự trị Sông Tao, Miao, tỉnh Quý Châu và 6 người vẫn đang mất tích. Cách đây vài ngày, Bộ Tài nguyên đã đưa ra dự báo xu hướng thiên tai địa chất nửa cuối năm nay, chỉ ra rằng tình hình phòng chống và giảm nhẹ thiên tai trong nửa cuối năm còn gay gắt, đặc biệt là các hiện tượng khí tượng cực đoan có khả năng gây ra các thảm họa địa chất đột ngột
như lở đất và dòng chảy mạnh vụn. Elvie Zitang, giáo sư tại Học viện Giám sát Địa chất và Môi trường Trung Quốc và Trung tâm Hướng dẫn Kỹ thuật Mối nguy địa chất thuộc Bộ Tài nguyên cho biết trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên của tờ Tin tức Bắc Kinh rằng với sự gia tăng các dị thường khí hậu trong những năm gần đây, sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác trở nên thường xuyên hơn. Đặc biệt ở vùng núi phía Tây Nam nước ta sẽ xảy ra sạt lở đất, lượng mưa lớn và dòng chảy đá vụn tạo thành những thiên tai phức tạp có sức tàn phá cực nhanh. Các thảm họa địa chất như lở đất có thể được cảnh báo trước. Theo báo cáo, trong nửa đầu năm nay, trên toàn quốc có tổng cộng 149 thảm họa địa chất đã được dự đoán thành công, liên quan đến 4.853 người có thể thương vong. Elvie Zitang cho biết năm nay, Trung Quốc sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các công cụ giám sát phổ quát tại các điểm tiềm ẩn nguy cơ thảm họa địa chất và sử dụng hệ thống giám sát vệ tinh Beidou để hỗ trợ giám sát thủ công và cảnh báo sớm. Theo ông Lu Jietang, sạt lở đất nói chung do cả nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Mùa lũ hàng năm cũng là thời kỳ có tỷ lệ sạt lở cao. Kể từ mùa lũ năm nay, lở đất đã xảy ra ở Quý Châu, Trùng Khánh, Quảng Tây và những nơi khác. Theo lời giới thiệu của ông, các khu vực đồi núi với các dãy núi tương đối đứt gãy ở phía Tây Nam, Tây Bắc, Đông và Đông Nam của Trung Quốc đều rất dễ xảy ra sạt lở đất. Trong đó, khu vực Tây Nam Bộ nằm ở ngã ba bậc 1 và bậc 2, địa hình dốc, cấu trúc đứt gãy, chịu ảnh hưởng của lượng mưa lớn liên tục nên tần suất sạt lở cũng cao hơn các vùng khác. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!